Lý Hoàng Nam chính là tay vợt giàu kinh nghiệm thi đấu trên sân đất đệ nhất của tuyển Davis Cup Việt Nam. Tuy nhiên, dù phải đối đầu với tay vợt số 2 của chủ nhà Maroc, nhưng đó cũng là thử thách rất khó khăn cho Hoàng Nam, bởi Lamine Ouahab dù đã 35 tuổi, nhưng tay vợt này từng xếp hạng 114 thế giới vào năm 2009. Sở hữu kinh nghiệm thi đấu dày dặn, Lamine liên tục bẻ rơ ra bóng của Hoàng Nam. Tay vợt chủ nhà giành 2 break trong set 1 và tiếp tục có thêm 2 break nữa ở set 2. Để kết thúc trận đấu sau 1 giờ 10 phút với thắng lợi chung cuộc sau 2 set, tỷ số cũ thể các set là 6-3 và 6-2 nghiêng về Lamine.